Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa loa Bluetooth MP3. Hiện tượng là kết nối Bluetooth với điện thoại được nha các bạn. Nhưng khi mình mở nhạc thì không hát. Và bây giờ mình kết nối Bluetooth thử nha các bạn. Rồi mình đã kết nối và mình mở thử một bài nhạc. Máy vẫn không hát nha các bạn. Và mình đã mở ốc xong. Và đây là giao diện bên trong của máy các bạn. Máy nghe nhạc này thì nó rất là đơn giản nha các bạn. Nó chỉ gồm có loa và cái bo mặt điện tử. Cái bo của nó đã tích hợp sẵn trong đó. Và bây giờ mình sẽ mở 4 con ốc này để mình gỡ cái bo mặt ra nha các bạn. Mình đã gỡ miếng bo mạch ra rồi các bạn nha. Và đây là dây anten của Bluetooth đó các bạn. Dây anten nó ràng ở xung quanh cái loa. Và có một cái nút nó bị gãy rớt ra các bạn nha. Tí nữa mình sẽ dán nó lại. Và đây là bo mạch chính nè các bạn. Nó rất là đơn giản nha các bạn. Đây là cái IC phát sóng Bluetooth và xử lý âm thanh nè các bạn. Bên đây là con IC công suất âm thanh. Công suất để quét đại âm thanh ra loa đó các bạn. Máy vẫn kết nối với điện thoại được, chứng tỏ là IC Bluetooth và xử lý âm thanh vẫn hoạt động nha các bạn. Khi mình mở nhạc máy không hát, có nghĩa là IC quét đại công suất nó bị hư các bạn. Và bây giờ mình sẽ gỡ IC quét đại công suất ra các bạn nha. Đây nè các bạn, đây là con IC quét đại âm thanh, mình quay gần cho các bạn xem. Và đây là mã số của IC công suất này các bạn. Và đây là IC mới mình vừa mua về nè các bạn. Hai IC cùng giống số là 8002 nhưng khác mã số đầu nha các bạn. Là do khác hãng sản xuất thôi các bạn. Nhưng mã số 8002 giống là thay chung cho nhau được nha các bạn. Và nếu các bạn có máy khò thì các bạn gỡ ra và thay vào rất là nhanh các bạn nha. Đây là mình chỉnh gió này các bạn, chỉnh về không. Còn bên đây là chỉnh độ nóng nha các bạn. Đó, mình chỉnh độ nóng rồi mình sẽ sờ tay lên trên cái đầu ra thử coi nó độ nóng nó cỡ nào. À,
khi khò lấy IC ra, các bạn nên lưu ý là khò ngay giữa IC thôi nha các bạn, đừng có khò xung quanh, nó sẽ bay hết mấy cái linh kiện nhỏ nhỏ xung quanh nha các bạn. Khi các bạn khò, các bạn khò ngay giữa con IC và hai bên hàng chân. Khò một hồi thì nó sẽ bong ra và các bạn gấp nó bỏ ra. Trước khi lấy IC ra, các bạn phải chú ý cái dấu chấm tròn ngay góc này nha các bạn. Dấu chấm tròn là chân số 1 ngay đây nha các bạn. Các bạn phải gắn cái IC mới vào đúng y chấm tròn ngay đây theo chiều này nha các bạn. Đối với gỡ IC bằng máy khò thì rất là đơn giản các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn không có máy khò, các bạn gỡ IC ra bằng mẫu hàng các bạn nha. Các bạn sẽ dùng mẫu hàng, các bạn chấm chì vào hai bên hàng chân của IC hết các bạn. Chấm cho nhiều chì vào. Chấm hai bên hàng chân thôi nha các bạn, không được đụng ra mấy cái linh kiện nhỏ bên ngoài. Các bạn chấm nhiều chì vào. Các bạn nhanh tay lấy mẫu hàng chấm bên hàng chân này rồi đảo qua hàng chân bên kia. Các bạn chấm qua chấm lại mấy lần là IC nó bong ra. Rồi các bạn dùng cái nhíp các bạn gấp ra. Và tiếp theo các bạn sẽ dùng mẫu hàng, các bạn vuốt mấy cái chân chì cho nó sạch chì để mình ráp cái IC mới vào các bạn. Các bạn cứ vuốt cho từ từ cho nó sạch chì. Nếu chỗ nào mà chì nhiều quá các bạn vuốt rồi các bạn vũ ra ngoài. Các bạn làm nhiều lần như vậy là chì nó sẽ sạch. Sau khi các bạn vuốt chì xong, các bạn dùng cái bàn chải nhúng tí xăng, các bạn chà cho nó sạch cái nhựa thông hồi nãy mình mới vuốt các bạn, để cho cái mạch điện nó sáng lên, mình xem cái chỗ nào nó còn cao thì mình vuốt lại nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy cái IC mới mình lắp vào nha các bạn. Đây là IC mới nè các bạn. Và đây là cái dấu chấm tròn chân số 1 nè các bạn. Đó, các bạn phải chú ý nha, mình phải ráp đúng cái dấu chấm này vào y như cái IC cũ nha các bạn. Các bạn đặt IC vào, các bạn phải canh cho nó ngay với cái mạch in ở dưới nha các bạn. Ngay cái hàng chân của IC đó, so với cái mạch in ở phía dưới. Các bạn canh ngay xong rồi, các bạn lấy cái mẫu hàng, các bạn chấm một chân trước để cho nó giữ nha các bạn. Chấm một chân, nó giữ cố định rồi chúng ta bắt đầu hàng nha các bạn. Các bạn dùng mẫu hàng chấm vào nhựa thông rồi các bạn chấm vào từng chân, các bạn vuốt ra, cứ từ từ hàng nha các bạn.
chỗ nào nó bị dính chì chân với nhau á, các bạn dùng nhựa thông các bạn chấm vào rồi các bạn vuốt ra là nó tách ra các bạn. Rồi mình đã hàn xong. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bàn chải nhúng miếng xăng, mình sẽ rửa cho nó sạch nhựa thông. Sau khi các bạn rửa sạch, các bạn quan sát xem nó có bị dính chân hay là chân nó chưa có ăn chì các bạn. Rồi mình sẽ hàn chỉnh sửa lại nha các bạn. Và đây mình đã rửa xong. Trong hàng chân IC rất là đẹp nha các bạn. Mạch lại sạch nữa. Như vậy là mình vừa thay xong con IC công suất. Và bây giờ mình cắm điện vào thử nha các bạn. Bluetooth mode. Ok, nó đã phát ra tiếng như vậy là nó đã chạy rồi đó các bạn. Như vậy là mình đã thay IC công suất thành công rồi đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ ráp máy lại nha các bạn. Và đây mình đã lắp ráp máy lại hoàn chỉnh rồi đây các bạn. Và bây giờ mình sẽ kết nối với điện thoại thử nha các bạn. Rồi, máy đã kết nối rồi các bạn. Và bây giờ mình mở thử một bài nhạc nha các bạn. Ok, vậy là máy hát trở lại bình thường rồi các bạn. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách thay IC công suất của loa Bluetooth M3 thành công rồi đó các bạn. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công.